Xin chào anh em, hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một vài cây kính của Cartier. Đầu tiên đó là cây Cartier gọng sừng. Chiếc này là chiếc hàng đã qua sử dụng nên là giá nó sẽ rất là mềm. Đây là một chiếc Cartier gọng sừng mà màu trắng. Chiếc này còn khá là mới, được khoảng 95%. Còn cái yếu điểm của cái dòng đời mới hiện nay thì là cái ve của nó thì nó hơi bị xuống một chút. Còn về tổng thể của nó rất là đẹp. Đây là sừng trắng. Chiếc này mình bán với giao lưu với giá là 33 triệu. Giá new của chiếc sừng trắng thì nó rơi vào khoảng 85 triệu. Còn nếu mà anh em nào thích hàng new thì nó rơi vào trên 60 triệu. Hàng new mình cũng có. Hôm nay mình giới thiệu với anh em hàng đã qua sử dụng. Chiếc này thì cái sừng trắng, ví dụ một vài chiếc trước thì mình có bán thì là cái vân ở đây nó vân màu đỏ, vân đá hoặc đám mây. Thì cái này nó dạng như kiểu vân màu đất đó. Nó đẹp. Chiếc thứ hai mình xin giới thiệu đó là một chiếc gỗ gọng new. Chiếc này là chiếc gỗ màu đỏ, mã của nó sẽ là 006. Đối với lại rất là nhiều anh em mà quen về các mã gỗ mình bán thì thường thấy là mã 004 màu trắng, 005 là màu vàng và nó là chuôi của dạng giống như kiểu màu nâu đen. Còn cái màu nó sáng hơn đó là 008 và 009. 008 là màu vàng và 009 nó là màu trắng, vàng vàng ở đây này. Đó. 09 này nó trắng ở đây. Còn cái chuôi của nó thì còn đây là chiếc màu đỏ. Chiếc màu đỏ thì thực sự là nếu mà những người mà chơi về kính thì là sẽ không thích lắm. Chiếc này thì anh em chơi về phong thủy thì anh em thích nhiều hơn. Ví dụ là đặc điểm của Cartier thì anh em biết rồi, bán cho khối văn phòng là nhiều. Thì xin khẳng định luôn là chiếc kính màu đỏ này nó không hợp với lại anh em văn phòng. Ví dụ như anh em chơi phong thủy hay là anh em làm tự do thì đeo nó ok hơn. Chính vì thế hôm nay em mặc cái áo đỏ cho nó đúng chất của cái chiếc này. Và chiếc này thì em xin giao lưu với giá là 55 triệu. Chiếc màu đỏ rất là đẹp. Chiếc này là new full book K140. Cái mã màu đỏ này, cái gỗ của nó thì nó rất sơn và rất đẹp. Mà tuy nhiên thì cái màu của nó sẽ hơi kén một chút. Nếu mà phụ nữ thì đeo nó sẽ dễ đeo hơn so với những chiếc như này. Còn về Cartier thì nó là unisex thì nó về cơ bản nó dễ đeo thôi. Chiếc cuối cùng đó là một chiếc Cartier đầu báo. Chiếc này thì hôm trước thì em đã có đăng chiếc này new và em đã có làm cho khách. Hôm đó em có đăng một chiếc như này mà đã có hai khách mua. Chiếc này là mắt đặt mắt Chemi này. Còn mắt Exynos thì nó sẽ đặt lâu hơn. Mắt Chemi thì nó 2 triệu một đôi. Đây là một chiếc cận râm và lên màu, màu của nó màu khói. Đối với màu của Exynos thì nó rơi vào khoảng 6 triệu mốt, giá của năm ngoái thì nó sẽ là 5 triệu 7 một cặp mắt Exynos. Còn giá của Chemi của Hàn Quốc thì nó sẽ rơi vào tầm này. Đó. Chiếc đầu báo thì nếu mà anh em đeo trắng thì anh em nhìn nó rất bình thường đúng không? Bây giờ em sẽ chiếu cái đèn UV. Đây là cái đèn UV của nó. Đây là cái mắt của mắt đổi màu. Mình sẽ chiếu vào cái đèn UV và mình sẽ dễ dàng mình thấy nó đổi màu như thế nào. Màu của nó sẽ là màu khói. Khi mà mình ra trời nắng thì cái tia UV này nó sẽ làm cho cái kính của mắt của mình nó râm lên. Đó. Tùy theo cái độ của UV, nếu mà nắng càng to thì cái tia UV của nó sẽ càng râm. Đó. Đó. Anh em có thể nhìn thấy là cái màu nó lên đấy, lên màu. Đó. Em để một lúc nữa thì nó sẽ lên màu, nó sẽ lên ấy hơn. Bán này thì là cái màu nó trắng, bây giờ nó đã lên màu rồi. Cái tia UV nó sẽ là như thế. Và anh em nếu mà nhìn qua video thì nó, nếu đối với dòng Chemi thì nó lên ánh tím một chút. Còn đối với dòng của Exynos thì nó sẽ đặc của cái mùi khói hơn. Nói gì nói tiền nào của đấy, bây giờ cái mắt kính 2 triệu, cái mắt kính 6 triệu tất nhiên là nó cũng phải có khác nhau một chút về công nghệ. Nó cũng như kiểu kính Cartier với lại kính Montblanc thì bây giờ thì giá nó cũng phải khác nhau đó. Và lên màu nó sẽ râm hơn. Em làm ví dụ để cho anh em thấy. Chiếu một ít như này thì cái tiêu UV nó chưa đủ mạnh nên là cái này nó chưa râm đen. Còn nếu mà mình
để cái độ độ UV của nó cao lên thì cái râm đen của nó sẽ lên rất là nhiều đó. Về cơ bản nó như thế. Còn đổi màu thì anh em biết rồi, nếu mà ngồi ở trong nhà như này thì nó là mắt trắng, còn nếu mà mình ra ngoài trời thì nó sẽ là mắt râm. Cái đây là điều rất đặc trưng của những chiếc đổi màu, và những chiếc như thế này em làm rất là nhiều, đặc biệt đầu báo đeo rất đẹp những chiếc đổi màu. Hiện nay thì báo trơn này thì em không còn nữa, em còn báo đốm và báo phay xước. Báo trơn em có 2 chiếc thì hôm trước lên video thì anh em đã đều mua cả rồi. Xin cảm ơn anh em.